Cá rán bà làm ngon như thế này, mình không nhắm ấy thì nó phí đi bà. À, ông này. Gì đấy bà? Tôi muốn sang nhà thằng Tùng ừ. chăm cho cu tí để cho vợ chồng nhà nó tập trung vào làm ăn ấy mà. Bà đã chăm thằng cu tí đến 3 tháng rồi còn gì. Giờ thằng cu tí nó cũng cứng cáp hơn. Để chúng nó thuê người giúp việc mà chăm con. Bà già rồi, việc gì phải vất vả thêm nữa. Để người khác chăm cháu mình ấy, tôi không yên tâm. Thôi được rồi, thế thì tùy bà. Tôi nghe đây bà. Ông liền dỗi tôi đây à? Thế ông đã ăn uống gì chưa? Không dám. Tôi đâu dám dỗi bà. Tôi cũng ăn rồi. Bà cứ việc chăm con chăm cháu của bà đi. Tôi thì ngày ba cữ phở. Ông nói thế là tôi yên tâm rồi. Thôi chào ông nhá, tôi phải cho thằng cu tí nó ăn cơm đây. Suốt ngày con bị chồng, mình phải có cách này. Đúng, phải có cách này. Ông Hạnh, chết rồi, cái ông này đổ đốn đấy nhở. Chị Thu à, chị về ngay đi. Chuyện gì đấy cô, tôi đang cho cháu ăn mà. Ôi dồi ôi, chuyện lớn lắm chị ơi. Chị về ngay đi, ông Hạnh nhà chị ấy đang đú đởn với con Lan. Cái con Lan của chồng mà bán hàng nước ở cổng nhà em ấy. Đây đây đây, chị không tin gì, em gửi cho chị xem nhá. Ôi ôi Lan nước ơi là làng, sao mà tôi khổ thế này hả rồi. Ơ kìa, bà làm sao mà la ầm lên thế? Tôi tưởng bà đi chăm cu tí, sao bà lại về? Ôi giời ơi, ông ở nhà ông làm những cái chuyện gì? Cô Bích cô nói hết với tôi rồi, già rồi mong còn đổ đốn như thế à? Tôi có gì sai mà bà lại nói thế? Em nhìn thấy tận mắt rồi nhá. Làm sao? Ngày nào anh cũng ra quán của cô Lan, đầu tóc bóng mượt, quần là áo lượt, nói cười cười, mắt liếc đưa tình với cả cô ấy. Ảnh đây, vẫn còn ảnh nhá. Đấy, đó, đấy, tạm dừng đây. Thử thôi nhá, lần sau ấy là không có cái chuyện thử nữa đâu. Vâng, tôi biết rồi ông ạ. Mà ông muốn tôi về thì ông cứ gọi điện là tôi về thôi. Rồi hai ông bà già chăm nhau có cái gì đâu. Có thế chứ.